Chào các bạn nhé. Clip hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái mẹo nho nhỏ để các bạn bảo vệ cái đầu cây sả của chúng ta dùng được bền hơn các bạn nhé. Bình thường thì rất nhiều bạn sử dụng sạc điện thoại này rất là nhanh hỏng, thậm chí mua về được dăm bữa nửa tháng là hỏng rồi, lại phải mua khác rất là tốn kém. Hôm nay mình chỉ các bạn một cái mẹo để các bạn bảo vệ cái đầu sạc này và dùng, nói chung là dùng rất là bền gấp 2-3 lần thời gian so với các bạn sử dụng thông thường nhé. Okay. Đầu dây cáp sạc này nó rất là yếu các bạn nhé, đặc biệt là cái chỗ tay cầm này. Nhiều bạn có thói quen là vừa sử dụng sạc vừa chơi game hoặc là đợi vừa dùng thì khi nó cắm cái máy vào đây thì chúng ta chơi game nhưng cầm nắc nư này thì cái chỗ này là nó bị tác động nhiều nhất đấy các bạn, nó rất là dễ gãy, rất là dễ đứt gầm ở trong này và chúng ta sử dụng rất là nhanh hỏng và phải mua liên tục, rất là tốn kém. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái chiêu để các bạn bảo vệ cái dây sạc này nhé, rất là bền luôn, chỉ với một sợi dây dù chúng ta kiếm đâu cũng được, không phải tốn một đồng tiền nào cả. Ok nhé, bây giờ chúng ta sẽ gặp đôi cái dây này lại. Đó, gặp như thế này. Xong các bạn quấn đến đâu thì các bạn để cái dây nó thừa đến tầm đấy. Ok nhé, đó, các bạn để cái móc này nó lên như này. Sau đó chúng ta sẽ quấn theo chiều kim đồng hồ nha các bạn nhé. Ok. Các bạn quấn khéo léo một chút thì nhìn cái sợi dây nó sẽ đẹp mắt hơn. Cái dây này thì các bạn thích màu thì các bạn quấn màu đấy nhé. Ra được cái mốc dùng này đâu có. Các bạn quấn cho nó thích lại nhau này. Từng vòng quấn thích lại nhau thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Mình màu trắng thì nhìn cũng ngắn. Ok, các bạn luồn cho mình cái đầu dây này vào cái lỗ này nha các bạn nhé. Đó, luồn vào đây. Các bạn cầm cho mình cái dây ở dưới cuối này, các bạn kéo nó xuống. Đó, các bạn kéo xuống để cho nó xít vào, xít chắc vào. Ok nha các bạn nhé. Đó, sau đó các bạn đốt hai cái đầu thừa đi. Ok. Ok nha các bạn nhé. Đặt chỉ đơn giản như vậy thôi là chiếc dây sạc chúng ta đã được bảo vệ rất là an toàn và sử dụng rất là bền luôn các bạn. Mình đảm bảo các bạn nó sử dụng bền hơn rất nhiều so với các bạn sử dụng một cách thông thường nhé. Ok, nếu như các bạn chịu khó sưu tầm cái màu thì nó màu sợi dây dù thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Mình sử dụng cái dây này nhìn nó cũng không được bắt mắt lắm. Ok nhé, miễn sao bài làm được. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của mình.